Và để liên tục chương trình trong buổi tối ngày hôm nay, xin mời quý vị cùng gặp gỡ với Công Lý qua nhạc phẩm Chiên Lạc Trở Về. Trong đêm tôi như con chiên đi lang thang lạc đường về, đường đời gập ghềnh bóng tối vây quanh biết nơi đâu nhà. Còn mong ước thấy ánh sáng Chúa trong đêm mịt mù, gái tìm gặp con đang chơi vơi dương gian, cam tâm hy sinh để cho tôi sạch mọi tội, chịu mọi nhọc nhằn chết thế cho tôi ở trên thập hình. Nguyện xin huyết Chúa xóa hết trong con bao tội tình, và lòng này trọn đời được gần thế cho tôi ở trên thập tự.